Thủ tướng Phạm Minh Chính và các thành viên trong đoàn công tác đã dâng hoa thắp hương tưởng niệm, tỏ lòng thành kính biết ơn vô hạn công lao to lớn của các chiến sĩ đã chiến đấu hy sinh vì sự toàn vẹn lãnh thổ, giữ vững chủ quyền vùng biển, đảo, vùng trời thiêng liêng của Tổ quốc. Cách đây 34 năm, vào ngày 14 tháng 3 năm 1988, 64 chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam đã chiến đấu ngoan cường và anh dũng hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ đảo Gạc Ma, quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Ghi lưu bút tại khu lưu niệm, Thủ tướng xúc động viết: "Đây là những tấm gương đã anh dũng quên mình hy sinh để bảo vệ chủ quyền thiêng liêng của Tổ quốc. Những tấm gương chói sáng ấy luôn là minh chứng của chủ nghĩa anh hùng, tô thắm thêm truyền thống hào hùng của dân tộc Việt Nam." Cũng trong chiều nay, tới thăm động viên cán bộ chiến sĩ, kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn Tàu ngầm 189 Hải quân và Lữ đoàn 162 vùng 4 Hải quân, Thủ tướng Phạm Minh Chính biểu dương tinh thần cố gắng, khắc phục khó khăn, vươn lên làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật mới hiện đại của cán bộ chiến sĩ Hải quân, đồng thời bày tỏ niềm tin vào bản lĩnh chính trị và tinh thần chiến đấu bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc của các chiến sĩ. Thủ tướng mong muốn cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn Tàu ngầm 189, Lữ đoàn 162 nói riêng và quân chủng Hải quân nói chung tiếp tục phát huy truyền thống của Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng, luôn kiên định, vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, nâng cao hơn nữa chất lượng huấn luyện, sức mạnh tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu, chắc tay súng, vững tay lái, phối hợp với các lực lượng bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Thủ tướng đề nghị quân chủng Hải quân tiếp tục đoàn kết, thống nhất, chủ động nắm chắc, đánh giá, dự báo đúng tình hình, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng những chủ trương giải pháp và trực tiếp xử lý chính xác các tình huống trên biển từ sớm từ xa, không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo, các mục tiêu chiến lược, hoạt động kinh tế biển và môi trường hòa bình ổn định trên biển để phát triển.